Rồi, hello my friend nha. Nay rảnh rỗi thì lại làm cái clip hướng dẫn sử dụng đi. Ngày hướng dẫn sử dụng thì nó ghê quá nha. Mình coi ở trên YouTube thì mấy bạn cứ làm khúc à. Rất là khó. Đây thì mình làm luôn cái clip hướng dẫn sử dụng của người dùng đi. Đèn full LED đồ thì mấy cái đó thì thôi không cần phải bàn tới. Bên ngoài thì mình không có miêu tả nữa. Đây, bắt đầu mình đi từ ngoài vô trong. Xe này thì được cái là khi mấy bạn ấn remote thì nó đã tự động gập kính rồi, mở kính ha. Khi mình đi vào xe thì bên tay trái của mình sẽ là hàng nút điều khiển cái gương chỉnh điện ha. Rồi nó sẽ có cái là cái gương này thì khi mà mình cài số gia sẽ tự động gập gương, nếu mà mình bật qua bên phải ha, tự động cái cụp cái gương kia xuống khi mình kéo xuống da, bốn kính bấm khóa kính thì nó cũng đơn giản rồi. Tiếp theo đó quan trọng hơn là cái ghế chỉnh điện 10 hướng ha, có massage. Đây là bơm tựa, nó cũng rất là đầy đủ thôi, không thiếu thứ gì ha. Gương chỉnh điện nè, đây là cái bộ nhớ ghế hai vị trí. Này nút này là để bật chế độ massage ghế à, mình tính vậy cho nó đơn giản đi. Này thì 10 hướng rồi, không có gì để nói. Đó. Để nổ cái máy lên đi cho nó mát. Đây, vô lăng thì hình oval ha, cũng khá là xịn sò. Tiếp theo mình nói ra tiếp cái ghế đi. Nếu mà để lưu vị trí ghế thì các bạn chỉ cần bấm M rồi di chuyển ghế tới cái điểm thích hợp rồi bấm số 1 thì màn hình nó sẽ kêu cái tít một cái là xong ha. Đó, tít một cái rồi tiếp tục di chuyển. Đó, nó kêu tít cái là ok ha. Rồi mình thử lại coi. Đó, tự động nó dời ghế số 1 số 2 rồi nè. Cứ bấm M rồi mình di chuyển ghế tới cái vị trí phù hợp rồi mình ấn số 1 rồi tiếp tục di chuyển tới vị trí thích hợp tiếp bấm số 2 khi màn hình nó kêu cái tít cái là xong. Rồi xe này bên tay trái thì nó có cái gì nữa, để bật mấy cái đèn lên cho nó sáng nha. Bên đây thì là hệ thống, cái này là mở cốp xe trong xe nè. Mở cốp ở trên xe này thì có đá cốp nè, rồi nút mở cốp trong xe nè, rồi mở cốp bằng remote nè. Nút này là nút nó gọi là idle stop, tắt hoặc là mở chế độ idle stop nè, kích hoạt nè, tắt mở hủy kích hoạt. Khi dừng đèn xanh đèn đỏ tự động tắt máy. Tiếp tục tới cái vô lăng. Vô lăng đẹp không, mới 35.000 thôi. Xe này thì có đầy đủ ha, lẫy số vô lăng nè. Cái này là điều khiển bằng giọng nói, nếu mà bạn nói bằng tiếng Anh nha, còn không phải lên cái Android thì mới tiếng Việt được. Lúc này là để hiển thị các cái chế độ trong xe nè. Đó, thấy không? Thông số, màn hình cá nhân hóa thì tự động nó sẽ chuyển đổi. Thấy không? Đó, lúc này là để chuyển cái chế độ lái xe dành cho tài xế, tăng giảm âm lượng. Cái này thì để mình chọn cái chế độ như là Bluetooth, rồi đài FM, lít nghe nhạc, rồi đàm thoại đánh tay. Lúc này để có thể nét qua bài ha, nét qua bài hoặc là qua đài gì đó tùy. RC, cái SRC này thì để mình chuyển cái chế độ FM, AM gì đó. Rồi đàm thoại rảnh tay, lit. Đó, lit là để cho mình chọn cái nhạc hoặc là cái đài. Còn cái đây dưới đây thì cái rule control thì nó hơi ngược chút xíu, là nó nằm ở bên tay trái. Nó không có giống như những cái xe mà Hàn với Nhật thì nằm bên phải ở trên vô lăng ha, nó nằm ở dưới đây. Thì mình bật cũng đơn giản thôi. Thì nó sẽ có một cái chế độ là giới hạn tốc độ nè, limited, limit nè. Thì mình sẽ giới hạn đúng cái tốc độ đó thì tự động mình đạp nó cũng không có lên. Tiếp theo là mình bật xuống phía dưới nè, cần lẫy nè, xuống dưới này để kích hoạt cái rule control. Nó sẽ chạy chế độ chạy không dừng để mình set cái tốc độ 1 2 3 4 gì đó, set ok. Thì nó cũng đơn giản chứ không có nổi là phức tạp đâu. Chẳng qua là cái thao tác nó hơi khó. Hơi ngược chứ không phải là hơi khó mà hơi ngược. Còn lẫy số vô lăng thì bình thường ha.
Đèn thì cũng đã tự động, thì mình bật, muốn đặt tự động thì mình bật qua chế độ ô tô thôi. Rồi mình vẫn đá xi nhan trái, xi nhan phải bình thường, đá pha bình thường. Cái xe này nó khác cái là bạn khi mà bạn đá nhẹ thì đá pha bình thường, còn khi mình gạt thẳng vô trong luôn á thì nó sẽ bật pha luôn đó, thấy không? Nè, mình gạt cái nè vô trong luôn thì nó sẽ bật pha, còn không mình đá nhẹ thôi, mình chỉ cần lẩy lẩy nhẹ 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 thôi là đá bình thường, đá bình thường, thấy không? Đó, nó sẽ hơi ngược với cái những cái xe hàng Nhật hàng á, thì mà cái đẩy về trước là bật pha luôn, còn lại là đá, cái này là mình đá nhẹ thôi, còn mình bật thẳng về phía sau sẽ là mở pha ha. Rồi đèn sương mù thì nó cũng nó có cái lẫy bên trong thôi, đây cái lẫy bên trong nè, bật đèn sương mù thì bật lên một lắc một cái là bật đèn sương mù, lắc cái thôi là bật đèn sương mù sau, tắt rồi, ok ha, cũng đơn giản. Còn cái lái thì nó nằm ở dưới đây, mình có thể điều chỉnh được cái độ cao thấp và bốn hướng của cái cặp lái. Rồi qua bên đây thì cái cửa, mấy cái cửa gió điều hòa thì đến đây cũng vậy thôi, mở tắt điều chỉnh cửa gió. Màn hình thì chắc được 8 inch, màn hình này thì nó đẹp đẹp tuyệt vời. Quên đây nữa thì cái chế độ nhắc bảo dưỡng đây, như xe này là còn 4.000 cây số nữa là sẽ đến kỳ bảo dưỡng ha. Còn bên này là lúc ta để bật tắt cái đèn led, bật tắt cái đèn led cái viền nè, cũng khá là đẹp ha. Rồi vô trong này, qua bên đây thì nút start off nó nằm ở dưới này nha, thì nó không phải là nó nằm ở đây như những cái xe bình thường, thì nằm ở dưới đây start off. Còn nút này là hỗ trợ xuống dốc, đây nó có ký hiệu xuống dốc này. Khi mà bạn bật cái chế độ này lên á thì những cái dốc, những cái xuống dốc đứng thì tự động nó chạy 20 cây số/giờ và tự động phanh động cơ và rà thắng cho mình. Mình chỉ tập trung vào mình lái thôi, nhưng mà mình cũng rất là ít sử dụng. Khi nào mà đi off road cái gì đó thì mới cần. Rồi tiếp theo bên tay phải của mình là cái chế độ là của xe. Đây là chạy chế độ bình thường, normal nè, chạy chế độ đường tuyết nè, chạy chế độ off road Google nè, chạy đường sa mạc ha, và tắt cân bằng điện tử. Nó cũng được 5 chế độ lái ha. Động cơ này là 1.6 turbo ha, khoảng 163 mã. Rồi tiếp sau cái phần này nha, lên cái phần này thì cái nút này là nút để mình tăng giảm âm lượng, bấm vô là tắt cái màn hình. Đây là chọn chế độ nhạc, mình muốn chọn qua chế độ Bluetooth hay AM FM thì mình ấn vô một cái thì nó sẽ có nguồn nè, bấm trên cái màn hình nó sẽ tự động hiển thị ra cho mình kết nối USB, iPod hoặc là Bluetooth radio. Cái này nó cũng đơn giản nha. Tiếp theo là chế độ điều hòa. Điều hòa thì có thể là mình chọn bằng cảm ứng hết, auto hoặc là max. AC max này có nghĩa là khi mình để xe ngoài nắng thì mình ấn AC max tự động gió với là nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất và làm lạnh nhanh nhất cho mình ha. Còn cái tùy chọn thì mình cứ ấn vô tùy chọn để mình chọn thôi. Nè, chế độ tự động hệ thống chất lượng khí nè, mono nè, bật, đây là cái bật của cái điều hòa phía sau nha. Nhiều bạn thì về thêm thấy cửa gió phía sau có gió thì phải bật cái này lên. Rồi tiếp tục mấy cái này cũng đơn giản, off là mình off luôn cái chế độ máy lạnh, AC là bật thôi, auto tự động này cũng không có gì. Này lấy gió trên, gió mặt, gió chân, xuống chân rồi tăng tốc độ gió. Cái này cũng không có gì. Tiếp theo ở đây là Navi, là chế độ bản đồ. Xe này nó có hay là nó sẽ hiển thị cho mình luôn cái tốc độ ở trên đây nha. Tốc độ cảnh báo, biển báo tốc độ trên các đoạn đường ha. Nó cũng khá hay, mình chọn cái gì điểm đến, tìm kiếm điểm đến gì đó thì nó cũng đơn giản, nhưng mà nó cũng không có được như Android, nhưng mà nói chung là cũng được. Đây là chế độ Navi ha. Rồi ok, tiếp theo là bên tay phải của mình, cái dạng nút bấm này cũng nhìn nó cũng khá xịn sò ha, nó gọi là nút bấm piano thì phải. Tiếp theo đây là chế độ hiển thị của xe nè. Như cái khúc này nó cũng quan trọng, tại vì nè, nó sẽ hỗ trợ mình là giữ làn hay không nè, giữ làn đường nè, cảm biến đổ xe là có bật hay là muốn tắt đi, cảnh báo điểm mù ở trên cái gương chiếu hậu muốn tắt hay là mở, rồi khởi tạo lớp non hơi là phát hiện cái lớp xe có bị non hay không, rồi chạy chẩn đoán xe có bị lỗi gì hay không chẳng hạn như vậy.
Ở đây trong đây thì đèn, để mình vô mình có thể là chỉnh chế độ đèn, tiện nghi lối vào cho xe, chìa khóa remote, rồi bảo mật. Mình có thể cài tất cả các thông tin ở trên này ha. Ok không? Ok ha. Chức năng lái xe nè. Đó, thì mình cứ thể mình on off những cái thứ nào mình không thích thì mình cứ on off thôi. Và tiếp thêm cái nữa là chế độ đàm thoại rảnh tay. Thì cái này cũng khá dễ cài thôi. Các bạn cứ kết nối Bluetooth vô rồi cứ thế mà xài thôi. Một lần thôi là tự động vô, tự động kết nối rồi. Rồi tiếp theo có ba hình vuông nè. Này là trên cái Windows thì nó có nè. Đó là cái để hiển thị các ứng dụng cho xe nè. Nó sẽ hiển thị lên ha. Apple CarPlay, Mirrorlink nè, kết nối, ấn vô kết nối thử coi. Đó, tùy chọn. Đó thì nó bao gồm cái chia sẻ Wi-Fi, kết nối mạng Wi-Fi, quản lý kết nối Bluetooth, tắt Wi-Fi ha. Đó là về mạng, các ứng dụng cho xe. Thì cái iCockpit này thì mấy bạn ấn vô thì nó để làm gì? Để mình có thể là mở cái chế độ massage của ghế phụ. Còn khi bạn mất tài thì bạn chỉ cần ấn cái nút dưới ghế thôi. Đây cái bản, nếu mà bản mới 2023 mà GT thì nó sẽ có thêm một cái nút bên đây để bật cái chế độ này. Bên đây thì mình sẽ bật trong đây, bật relax hoặc là boost mạnh lên cho hai ghế, mở cái massage cho hai ghế. Cái này là cái đèn ưu tiên. Này cũng khá bình thường ha, không có gì hết. Ok, vậy là xong cái phần nút bấm. Ở dưới đây thì có sưởi kiến lái nè, rồi sưởi gương chiếu hậu nè, gió tuần hoàn trong xe nè, rồi khóa cửa trung tâm. Xe này thì cũng đã tự động lock ha, khi mình đi trên 15 hay 20 cây số giờ gì đó. Tiếp theo xuống cái cần số. Đây thì nó hơn cái đời cũ chỗ là cần số điện. Đây cần số điện thì mình chỉ cần đạp thắng nhẹ nhàng bấm vô thôi. Đó, chuyên gia là nó bấm vậy này bạn. Bấm mà sợ đau hay sao á, mình thì cứ cầm vô vậy thôi. Mình bắt đầu bấm shift thì giống như cái chế độ côn ở trong cái chế độ xuất sàn đây. Gần đây mình cứ bọc vô và mình lẩy hai cái về phía sau thì tự động sẽ hiện lên D và đẩy tới phía trước. Thì về mo bấm cái nữa là số lùi ha. Lùi thì tự động cái camera da nó sẽ hiện đây. Camera da thì nó sẽ hiện rất là rõ, nó có mô phỏng cho bạn luôn và bạn sẽ thấy cái lề luôn ha. Rồi còn muốn về P thì chỉ việc bấm nút P thôi thì nó sẽ tự động đổ parking rồi. Còn M là cái số chế độ số cái kiểu như là chuyển qua cho hợp độ chế độ số sàn vậy đó. Thì các bạn sẽ thuần lẩy vô lăng, lẩy số trên vô lăng ha. Rồi tiếp theo nữa là cái thắng tay điện. Thắng tay điện này thì nó cũng giống như những cái xe khác thôi. Kéo về phía lên trên thì tự động mở và ấn xuống thì rộng tắt. Chế độ sport thì chế độ này khi mấy bạn muốn chạy cảm giác nó phấn khích hơn thì có thể bấm vô sport thì cái vòng tua máy nó sẽ lên cao hơn, nó cái độ qua số nó sẽ chậm hơn, giúp cho mình tăng tốc nhanh hơn và phấn khích hơn. Ok, còn dưới đây là cái sạc không dây dành cho iPhone hay một số cái điện thoại có tính năng sạc không dây, cổng USB và một cái tẩu thuốc. Đèn cũng có đây, nó có đèn khá đẹp. Viền mạc chrome. Ok, bắp thì như mới rồi. Xe này thì ai có nhu cầu thì mình bán luôn nha, 35.000 cây số. Đây còn đây là cái hộp đựng đồ thì mở ra. Hộp đựng đồ này cũng làm lạnh và rất là rộng nha mấy bạn. Rất là rộng. Cái chỗ này thì như là để mình có thể là mình để cái chìa khóa hay cái gì vô để làm lạnh, để quên, để mình có thể khi mà chìa khóa nó hết pin, một là mình dí vô nút stop hoặc là mình có thể là bỏ vô cái hộp này. Không biết đúng hay sai mà thôi, mình cũng là người giống như là người sử dụng thôi. Rồi đây, hộp đựng đồ chứ đựng được 5 tỷ, quá đẹp. Rồi tiếp theo là ở trên này thì cái hệ thống đèn thì chắc mình cũng không có giới thiệu nhiều ha. Đèn đọc bản đồ, đèn soi, này còn nylon lông luôn nè mấy bạn. Đây là đây có gương hết. Tiếp theo là hệ thống cửa sổ trời. Cửa sổ trời này thì nó gọi là panoramic thì phải. Mình cứ đọc ở panorama cửa sổ trời toàn cảnh ha.
Và cái hay của dòng này thì mình có thể mình kéo được cái rèm này bằng điện hết, tất cả đều bằng điện, để mình mở hai cái cửa sổ trời trước sau, nhìn nó cũng khá là hay ha. Còn nó cũng một chạm hết nha mấy bạn, giữ nguyên thì tự động nó ấy thôi đó, đóng lại. Rèm thì có thể là điều khiển bằng điện luôn chứ không cần phải kéo tay như một số xe. Có giải đèn LED thì cũng rất là đẹp ha, nó rất là sành điệu rồi, cực kỳ đẹp. Túi khí thì quanh xe. À, cái đặc biệt của cái dòng này là cái bộ loa Faco, một cái dòng loa của châu Âu, nghe cũng rất là hay, âm thanh cực kỳ chi tiết. Có thể là nó không mạnh như không có mạnh mẽ giống như là trên loa JBL 12 loa trên Firebird, nhưng cái độ chi tiết và cái bass nó xuống rất mềm, nghe không bị mệt và rất là hay. Đó là mình đánh giá thôi, hầu như nó chỉ có vậy thôi đối với bác tài. Còn ghế sau thì nó đơn giản, và đây xe này nó có một cái tiện dụng nữa là đằng sau này nó có một cái nút để mình có thể là chỉnh ghế đẩy lên hết trước phía sau cho nó hợp lý, của hàng ghế sau mình có thể là chỉnh được ha. Đó, cũng rất là hợp lý. Còn cái đá cốp rồi thì thôi, cái đó mình cũng không hướng dẫn thì nó cũng đơn giản, con ngựa lạnh phía sau. Xe đã được trang bị cái lót sàn 6D hết đầy đủ, tình trạng hoàn hảo, đăng kiểm tới 2025 lận, đăng kiểm tới ngày 24 tháng 3 2025, một chủ mua mới, bảo hành chính hãng, giá thì hơn 7 đồng. Ai cần thì sách hướng dẫn sử dụng, còn bảo hành chính hãng đầy đủ, bao tết. Xe cực kỳ đẹp, cabo cấp sau chưa ra luôn mấy bạn đó. Bạn nào nhu cầu thì alo cho mình, hoặc là có thắc mắc gì về cái xe Brezo này thì cũng liên hệ với mình ha. Mình tên Đức và mình ở Sài Gòn Gò Vấp. Hai chìa khóa cần đủ, quên cái chìa khóa, em đã được bọc carbon rất là đẹp, hai chìa luôn, rất là đẹp. Và xe này đi vừa rồi mình có lấy mình trải nghiệm, mình đi Đà Lạt thì cái qua cua và đi cái đèo Bắc Bình đó, ui nó vô rất là chính xác, và cái dàn phục cũng cực kỳ rất là êm. Ai mua gia đình thì tuyệt vời, ông mặt trời rồi. À, này đầy đủ hết ha, không thiếu thứ gì. Rồi, cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ Đức ha, và luôn ủng hộ cái kênh của Đức. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.